Rồi đầu video mình cũng xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe luôn nha. Hôm nay mình trở lại vuông của ông anh mình ở dưới gần biển Nhà Mát cả nhà ơi. Mình đi câu cá rô phi thiên nhiên cả nhà. Thì cá phi nước mặn á cả nhà ơi. Ở đây anh mình nói cá phi rất là nhiều á. Mình sẽ xuống đây ghi hình lại câu cá rô phi cho cả nhà mình cùng xem, mời cả nhà đồng hành cùng mình với mình luôn nha. Câu với từ một thôi cả nhà ơi. Cá thiệt là to luôn cả nhà. À quá đã. Vậy đi giờ con cá lên vậy bứt cái mặt luôn rồi, tao giờ thấp thấp thôi. Rồi dính một con nha cả nhà. Quá êm, cá phi quá cho to mà lại ngon luôn cả nhà. Cá phi này là cá phi thiên nhiên á nghe cả nhà, chứ không phải là cá phi nuôi nha. Cá phi này đó là tại vì ao nuôi vuông tôm á cả nhà. Cua tôm này đó, rồi mình xuống mình câu. Mình dân con tép nhỏ này nè, rồi mình móc vô lưới câu mình câu. Cá móc dính bụng. Cá nhà, cá câu mình ăn rồi cả nhà. Mình gió quá cả nhà, xong có gió luôn. Rồi xảy rồi. Cá mà dính cái bụng cá dữ vậy. Đó, đó cá kìa. Ây da, dính một con nữa nha. Còn có cá phi nữa cả nhà. À. Con gà nữa cả nhà. Một con cả nhà ơi. Con hơi nhỏ nha. Chừng này em câu dính nha, em đưa qua nè. Trời ơi, nó lôi ra ngoài luôn, không thấy luôn. Lôi dòm bên đây. Trời ơi, chảy nữa rồi. Tức quá. Trời ơi, chảy luôn cái nhà, tiêu. Ủa cơ. Ăn nữa rồi. Anh là dính luôn. Một em nữa cái nhà ơi. Quá đã. Dính được con nữa là cái nhà ơi. Quá êm. Đây. Ở nhà chạy nó ăn, nó ăn. Chạy luôn cái gì vậy? Rồi nó lòi. Rồi cái nhà cậu mình ăn. Ăn trời ơi, xảy ra. Trời ơi. Tức thiệt. Sao mà nó lôi mà nó lại chưa ngậm hay gì á. Đó, để xuống ăn liền luôn. Cá phi nữa nó vô bầy rồi đó. Trời ơi, thiệt tình. Mình dính con quá to cả nhà ơi. Quá đã. Đây cái nhà, con cành kỳ luôn. Nuốt ở trong luôn rồi trời. Ai dài xuống rồi. Một con nữa cả nhà ơi. Con to nha. Quá im. Dính nữa cả nhà ơi. Mình thêm con nữa cả nhà. Quá đã. Ở đây là dùng ao nuôi tôm không cả nhà ơi. Đây, bà xã mình, chào cả nhà cái ơi. Chào cả nhà. Rồi. Dính được con nữa cả nhà ơi. Quá em. Rồi cha mình thì ngồi đằng góc đó cả nhà. Ở đây là dùng ao nuôi tôm không cả nhà ơi. Đây, ai cũng dính hết. Đó cả nhà. Trời ơi, cái chuyện không dính nữa trời.
lôi một con nữa nhờ. Cá nhỏ một con nữa cả nhà. Ê, một con nữa, vợ mình câu dính được con cá nữa mà nó bé xíu rồi cả nhà, gỡ luôn. Đó đó, ăn nữa rồi đó, cá mình ăn nữa cả nhà. Ây da, cá to cả nhà ơi, quá đã rồi, cá cho ở luôn cả nhà ơi. Đây, có khi là cá 300g luôn cả nhà, bự. Quá luôn. Ây da, cá bự. Ý trời trời, chút xíu trúng hết luôn rồi. Quá trời cá ngon luôn cả nhà ơi, có phi mái luôn. Trắng cười luôn, ngon quá trời luôn cả nhà. Câu mình ăn nữa, mình đang tóm nữa câu cho mẹ mình cái nó ăn nữa rồi. Chưa. Đó, con được con làm được câu này cho một cái gọi là một con câu gì mỗi tay luôn. Quá cá nó bù lên quá dính luôn, dính nữa chứ vậy. Giờ dở lên cái dở ra một con nữa cha, mình đừng kia dính con nữa đâu cha ơi. Ấy da, rớt cái phao rồi. Mình cũng dính luôn cả nhà ơi, hai con luôn lượn luôn, quá ham rồi. Cá mình có ngon cả nhà, uống đu luôn. Chỏ luôn. Dính tiếp đó, một con nữa cả nhà, mới vừa bỏ xuống là ăn liền luôn. Nãy giờ mình không chưa được nửa tiếng là được nhiêu đây cả nhà. Nè. Cả ký mấy hai ký cá rồi đó. Cá phi ngon ngon không cả nhà ơi. Nãy giờ cha dính được mấy con rồi cha? Cha mình đang ngồi câu rồi, nãy giờ biết dính được mấy con nữa. Ở này mình ban rồi mình câu ra được tới gần 2 kg cả nhà. Đó đó, ăn em. Ôi có đỏ đỏ tụ cá to quá. Ôi, vợ mình con cá to á, cầm ơi. Quá dữ. Quá hay luôn. Câu mình ăn rồi cả nhà, câu mình ăn rồi. Cá mình thấy to lắm không? Cũng còn cái ổ ấm ăn hay không? Đỏ đỏ. Này 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 không được. Ổ mình mẹ mình con được con nữa cái nhà. Quá trời con luôn. Đó. Dạ cá lên. Gỡ cá. Chào mọi người đừng lo con dính nãy giờ có một lắm rồi đó. Đó trời xảy luôn. Đâu? Bự không? Cũng được. Một con nữa nha. Đã quá. Thêm một con nữa. Ây da, dính thêm con nữa. Dữ thiệt. Quá trời đã cả nhà, con nè, cá ngon. Cá này cá vừa, cá nước mặn nha cả nhà. Mà nó mập, nó béo ngon lắm cả nhà. Ây da. Sợ mình coi đừng coi nữa cả nhà. Cười dính cá ở đây đi câu, cái dính cá mê quá cười hoài luôn. Bữa đây đi câu về chồng đầu bít đầu bít gì chắc vậy. Đợi nó nè. Rồi cá mình ăn rồi cả nhà, sẽ quay lại. Trời trời ơi, cá phí bự rồi sảy luôn, dữ thiệt. Trời quá trời, mẹ mình coi được con cá to nữa nè, quá yêu. Thôi mình gửi rồi nè, chào má luôn, uống luôn luôn, quá trời ngon luôn cái nè, mập mập không à.
trời bự luôn kìa, ủ đu luôn, cực kỳ ngon luôn kìa, quá trời ngon luôn. Chọn cá này giá cả 300 g. Hay gì vậy, kìa, kìa, kìa. Hết vô không anh mình luôn. Hết cá luôn.
Có cái bóng cây rất là to luôn cả nhà ơi. Đây là mẹ mình với vợ mình đang cậu ở đó. Còn cha mình nữa thì đổ bụng cả nhà. Kéo mình bánh bánh. Cha cái farm của cha nó kéo mất tiêu luôn rồi cha. Bây giờ mẹ mình dính thêm một con cá quá trời to luôn cả nhà. Nè. Ở đây một con rất là to luôn. Rồi mình cũng clip mình cũng dài rồi cả nhà ơi. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Rồi mình quay thành quả cá cho mình cho cả nhà mình xem nha. Đây có khoảng chừng 5 kg cá cả nhà. Càng thùng B mà nửa thùng rồi đó cả nhà. Có cá lớn cá nhỏ luôn nha cả nhà. Mình hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Cả nhà có vô xem kênh, ủng hộ kênh mình, một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi chào cả nhà ấm ơi. Chào tạm biệt ấm ơi. Mời xã ơi. Rồi mình cũng chào tạm biệt cả nhà luôn nha.